Hạnh Cát Thánh, ngày 5 tháng 9 năm 2023. Tôi tới Thiên Chúa Anacoto Gonzales, 1890-1927. Khi là sinh viên luật trong thời kỳ công giáo bị bách hại ở Mễ Tây Cơ, Anacoto Gonzales cảm thấy cần phải đương đầu với các giáo sư vô tôn giáo và vì thế anh đã quy tụ các sinh viên công giáo trong một tổ chức với mục đích bảo vệ giáo hội. Chính anh gia nhập dòng Ba Francisco, tin tưởng ở sức mạnh của báo chí, anh sáng lập tờ tuần báo lấy tên Uất Lời và thường xuyên viết bài cho các tờ báo công giáo khác. Anh cũng sáng lập tờ tuần báo thứ hai lấy tên Suốt Kiếm. Nhiều lần nhà cầm quyền đã bịt miệng anh bằng cách tống giam. Nhưng anh lại dùng năng lực của mình trong việc giao giảng tin mừng cho các bạn đồng tù. Sau cùng nhà cầm quyền quyết định dùng Anacoto như một tấm gương để cảnh cáo. Vì anh từ chối không chịu tiết lộ nơi trú ẩn của Đức Tổng Giám Mục, anh bị treo lên cao, bị đánh bằng roi và bị rạch bằng dao. Anacoto vẫn giữ im lặng và anh nói với một tên lý hình. Tôi hoạt động một cách vô vị lợi để bảo vệ chính nghĩa là Đức Kitô và giáo hội. Anh giết tôi, nhưng chính nghĩa ấy sẽ không chết với tôi. Tôi sẽ ra đi, nhưng tôi tin chắc rằng từ thiên đàng tôi sẽ nhìn ngắm sự chiến thắng của đạo trên quê hương tôi. Anacoto bị một lưỡi lê đâm xuyên qua người và sau cùng anh từ trần vì hàng loạt viên đạn bắn vào thân thể. Đó là ngày 1 tháng 4 năm 1927. Anh để lại một vợ và hai con nhỏ. Đám tang của anh tạo nên một sức sống đức tin mãnh liệt nơi các tín hữu với những tiếng hô to Viva Cristo Rey. Vạn tuế vua Kitô. Tất cả là nhờ sự hy sinh của một giáo dân đã sống và chết vì nước trời.